Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp, quận Tân Bình và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê tổng nhà đẹp, thì trong buổi trưa ngày hôm nay, em đang có mặt tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp, giáp ranh với phường 15 Tân Bình, để gửi khách hàng mình một cặp siêu phẩm nhà phố ngay kế bên mặt tiền đường. Đó, đường trước nhà của mình là cả nhà, đường trải nhựa rộng 5m, hai chiếc ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái. Vị trí thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn. Một cặp nhà phố phân khúc giá bán 7 tỷ hơn mà xe ô tô di chuyển vào tận nhà. Nhà mình nằm sâu căn mặt tiền đường, cách chỉ khoảng 25m di chuyển, thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn nha cả nhà. Khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu có ban công sân thượng bên trên nè. Đó, kế bên nhà mình đó là showroom rồi văn phòng công ty, một cặp nhà. Vị trí quá là đẹp với lợi thế diện tích chiều ngang lên tới 5m5, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Nhà vừa mới xây dựng nha cả nhà. Nhà mới mẫu kiến trúc hiện đại nè. Chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở. Đó, một cặp nhà phố để cả nhà mình lựa chọn. Thuộc hướng chính là hướng Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Đông Tứ Trạch. Với kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu có ban công sân thượng bên trên, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ở bên ngoài vô cùng thông thoáng. Phía không gian khu vực mặt tiền chính phía trước là mình có hai màu để lựa chọn, còn bên trong là mẫu thiết kế giống nhau nha cả nhà. Với diện tích chiều ngang là 5m5, chiều sâu vào là 8m. Công năng sử dụng bên trong nhà rơm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 3 phòng ngủ, trong đó mình có một phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và đặc biệt là ngôi nhà này được gia chủ có trang bị cho mình phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da ngay chính ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà quá là đẹp luôn á. Đó. Gia chủ đang rao bán cho cặp siêu phẩm này với mỗi căn như vậy là 7 tỷ 600 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó cũng Hằng Ni chúng ta từ không gian khu vực ngôi nhà của mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước một lần nữa nè. Và em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Kế bên mặt tiền đường luôn, thuận tiện di chuyển cũng như là kinh doanh mua bán nhỏ nhỏ tại nhà. Và gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt 4 cánh. Bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Đó, bên trong mình đổ một chiếc ô tô, thêm một chiếc xe nó di chuyển tương đối thoải mái luôn cả nhà. Một vị trí hiểm tương đối an ninh luôn. Và tài khoản không gian khu vực tầng trệt, gia chủ trang bị cho mình phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong, hoặc là khu vực đổ xe ô tô cũng được. Đây, toàn bộ được gia chủ mình ốp xếp tường nè cả nhà. Một căn nhà kiến trúc theo mẫu hiện đại quá là sang luôn á. Khoảng này nhìn thông tầng, nhìn lên phía trên nè. Đó, bên trên được gia chủ thiết kế cho mình tông chủ đạo là màu trắng, đèn led chiếu sáng nè. Hai phía bên thành tường của mình được gia chủ mình ốp đá và những cái phiêu trĩ nhấn nhá làm điểm nhấn, những cái lam gỗ nè cả nhà. Mình có không gian khu vực, bộ ghế đôn cũng như là tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm phía trước. Gia chủ mình thiết kế rất là nét luôn, sơn phun cát mặt tiền chính phía trước. Và di chuyển vào không gian khu vực bên trong, được gia chủ thiết kế cho mình thêm bộ ốp xếp tường, ốp đá marble, tay vịn bằng lan can sắt nè cả nhà. Đó, không gian bếp đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, bộ bàn ăn, 6 ghế, quầy bếp đảo, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Trong đó được gia chủ mình sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm và hoành rất hay mình trong thời gian sử dụng. Có máy hút mùi, bếp âm mặt đá, phụ kiện bếp đầy đủ nè cả nhà. Tủ lạnh lớn hai cánh, tủ rượu, tủ trưng bày, sang quá ha. Đó, đẹp chưa? Và cả nhà mình có phát hiện nghe không? Toilet sử dụng tại tầng trệt. Đây, để Hằng Ni quay cho cả nhà mình cùng tham quan nha. Hơi bất ngờ một tí, toilet gia chủ mình giấu kính bên trong này nè. Bồn vệ sinh lavabo rương soi, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ không gian khu vực bên trong nhà, nhìn ra mặt tiền chính phía trước. Và em bắt đầu di chuyển lên các tầng bên trên cả nhà mình cùng tham quan. Một ngôi nhà thiết kế rất là ấm luôn cả nhà. Mẫu kiến trúc hiện đại ngang 5m5, chiều sâu vào là 8m, đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Phân khúc giá bán 7 tỷ 600 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn
bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Vàng đi di chuyển lên không gian khu vực tầng lẫn cả nhà mình cùng tham quan nè. Những cái kệ trưng bày rồi những cái đồ trang trí được gia chủ mình rất là chăm chút luôn. Bên dưới chân cầu thang của mình có đèn led chiếu sáng luôn nè. Đẹp quá ha cả nhà. Đây, và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực tầng lẫn đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, dành hẳn riêng làm phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke, phòng đọc sách uống trà, phòng làm việc. Đó, gia chủ mình đã lắp máy lạnh luôn. Đẹp chưa? Một căn nhà phân khúc giá bán 7 tỷ hơn mà thiết kế cho mình á, đầy đủ công năng luôn. Chúng ta mua về chỉ cần xách vô level ở, có sofa, bàn trà nè cả nhà. Kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày. Một cái tông màu nó hơi xám xám một tí, cũng như là pha thêm màu trắng rồi những cái đồ nội thất nhấn nhá làm điểm nhấn. Bên dưới gạch của mình là gạch bóng kiến chống trầy chống trơn trượt, 61m2. Đó, đẹp quá ha cả nhà. Khu vực kệ tủ tivi của mình nè, nét ha. Đó, gia chủ thiết kế một cái tông đơn giản nhìn rất là sang luôn. Đây, Hằng Nghi đứng đa dạng bao quanh từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà thì cái nhà mình nhìn ngắm rõ hơn nè. Phải nói là góc nào cũng đẹp, do kiến trúc sư mày đo thiết kế chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà. Khu vực ngay tầng lẫn mình có lan can nè cả nhà, nó nhìn thông từng xuống bên dưới, nét ha. Ngôi nhà này gia chủ mình vừa mới xây dựng xong, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Vị trí ngay kế bên mặt tiền đường, cách mặt tiền đường chỉ khoảng 25m di chuyển. Đó, nhà mình là xịt 2 nha cả nhà, tương đối đẹp luôn. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên được gia chủ thiết kế cho mình, gồm 2 phòng ngủ. Đầu tiên nè, nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ. Đó, thang bộ mà thiết kế cũng rất là nét luôn. Đây, nhà này thông thoáng lắm nha cả nhà. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên của gia đình mình, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ tủ tivi, máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng. Mảng tường đó là ốp cho mình những cái lam gỗ nè cả nhà. Đó, tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn, sử dụng cho mình toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường. Nhà vừa đẹp vừa sang. Bên đây, phía khu vực này đó, phòng tuy nhỏ nhắn nhưng mà chúng ta có ô cửa sổ mở ra bên ngoài luôn, tương đối thông thoáng nha cả nhà. Và không gian khu vực phòng tiếp theo, đây không gian khu vực phòng ngủ thứ hai. Hai phòng này mình sẽ sử dụng chung một toilet nha cả nhà. Toilet mà thiết kế cũng vừa to mà vừa thoáng luôn á. Bồn vệ sinh Naboru soi, vách kính ngăn nghiêng nè, phía bên ngoài là ô cửa lấy sáng lấy gió cho ngôi nhà. Đó, sang ha, tương đối rộng luôn. Nét quá hơn đó nha. Và tiếp tục di chuyển đến tham quan phòng ngủ, mình có giường ngủ, bàn trang điểm. Bên dưới gạch của mình lót gạch dạ gỗ nè cả nhà. Ô cửa sổ lớn mở ra bên ngoài. Đó, nét quá ha. Một cái tông màu xám rồi màu trắng, màu kiến trúc hiện đại nhấn nhá làm điểm nhấn cho một căn nhà phố. Phòng nào gia chủ đã trang bị cho mình đầy đủ nội thất cũng như là máy lạnh sử dụng riêng. Chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở. Đó, từ không gian này nhìn ra bên này là tủ quần áo âm tường vào bên trong, trải dài luôn, sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường. Và cùng Hằng Ni là tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan không gian khu vực tầng tiếp theo nha cả nhà. Lầu tiếp theo của gia đình mình, cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái màn hình. Em sẽ chở khách hàng mình tham quan thực tế và sổ ngôi nhà bị bán tốt nhất cho một căn nhà phố phân khúc giá bán 7 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng cho tới chủ nhà của mình nữa. Đó, không gian khu vực tầng tiếp theo. Đây, trước khi di chuyển vào tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tham quan một cái khu vực tiểu cảnh rất là chiều luôn. Đó, bàn trà, ghế ngồi, ngồi đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, ngồi ăn một bữa sáng rất là hay luôn. Có nhà có ban công phía trước nè, chiêu ha, ngồi đọc sách uống trà, ngồi làm việc cũng rất là thư giãn luôn á. Và không gian khu vực phòng ngủ master, đây phòng ngủ master của mình có giường ngủ, bàn trang điểm, ban công chỗ ra phía trước, ban công chỗ ra nhìn ra khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ nè cả nhà. Đó, đây cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra bên ngoài để tham quan thử nha. Phía trước là gia chủ mình có thiết kế cho mình bộ bàn ghế ngồi rồi vòi tưới nước tưới cây luôn, khu nhà cao tầng tương đối đẹp. Ngay kế bên mặt tiền đường luôn nè, đường nhà mình nhìn ra mặt tiền đường phía trước đó nha,
mặt tiền đường Phan Huy Ích. Đó, gia chủ mình sơn phun cát cho một cặp nhà phố này nhìn rất là sang luôn. Đẹp quá ha cả nhà. Vào thương lượng lấy ngay với một mức giá hợp lý nhất cho một căn nhà phố ngang 5m5, chiều sâu là 8m và mình có toilet sử dụng riêng bên trong. Đó, không gian mở là kín đáo hơn, chúng ta kéo rèm che chắn lại. Và di chuyển vào bên trong chúng ta có bồn tắm sụt, bồn tắm nằm, lavabo đường soi, tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn, vòi tắm hoa sen đứng và không thể thiếu là không gian khu vực phòng xông hơi ngay chính ngôi nhà của mình. Đó, chiều ha cả nhà. Đây, nét chưa? Còn ở bên đây là vòi tắm hoa sen đứng nè. Một không gian phải nói là tương đối rộng và thông thoáng luôn. Đó, nét ha cả nhà. Và lại cùng Hằng Ly chúng ta di chuyển tiếp tục không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan. Ngôi nhà này kế bên E-mart luôn, chúng ta đi siêu thị tương đối thuận tiện. Đi bộ ra chỉ khoảng 3 phút thôi nha cả nhà. Đó, khu vực này nè, ê kệ tủ TV của mình nhìn thẳng view ra bên ngoài nè, là cái khu vực ngồi uống trà. Lúc này Hằng Ly có quay á, mình kín đáo hơn, chúng ta kéo rèm che chắn lại. Và lại cùng em di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo, lầu thứ 3, tầng sân thượng của gia đình mình. Một không gian rất là chill luôn cả nhà. Đẹp quá ha. Tính ra gia chủ mình thiết kế rất là thoáng luôn. Ngang 5m5 vào trong nhà nhìn giống như là hơn 6m vậy đó. Nhìn nó thoáng mà nó rộng quá, tương đối rộng luôn cả nhà. Và không gian khu vực tầng tiếp theo nè, rồi gia chủ mình thiết kế hoàn thiện không gian khu vực phòng thờ, rồi phòng giặt sấy đầy đủ luôn á, phòng giặt sấy của mình. Đó, nơi để phơi quần áo nè, gạch ốp cao phun trần lên trên, mình để máy giặt máy sấy bên trong, giai cấp thoát nước đầy đủ và hoàn thiện. Và có bảy bếp đảo bên trên này luôn, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng là toàn bộ chất liệu gỗ an cường nè cả nhà. Đẹp quá ha. Có đèn led chiếu sáng bên trong, khung bao bọc bằng khung nhôm, kính cường lực, chất liệu gỗ an cường phối hợp với nhau nhìn rất là hài hòa luôn. Còn không gian này là mình sử dụng có thể là làm phòng tiếp khách uống trà hoặc là phòng thờ ông bà tổ tiên. Thì theo phong tục tập quán của gia đình mình, gia chủ đã trang bị hoàn thiện và đầy đủ. Và không gian khu vực phía trước, đó, bộ bàn ăn 6 ghế. Lên đây mà ăn uống, ngồi tổ chức tiệc nướng BBQ, mời bạn bè đến chơi, một không khí rất là tuyệt vời và sang trọng luôn. Gia chủ thiết kế cho mình một cặp nhà phố nha cả nhà. Đó, hay quá ha, nhìn nét lắm luôn á. Đây, từ không gian bên này nhìn qua bên đây nè, hai căn thiết kế giống nhau, chỉ khác mặt tiền là mình có phối cái màu hơi khác một tí thôi. Đẹp chưa, quá là nét luôn. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Cho một căn nhà phố ngang 5m5, chiều sâu là 8m, thuộc trục đường Phan Huy Ích giáp ranh với phường 15 Tân Bình. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.